Sau đây là kết quả xổ số quản trị thứ 5, ngày 15 tháng 2 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7, 4. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5510, 6443, 5118. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1845. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 73226, 74010, 18703, 53271, 66589, 29310, 36070. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58043, 26611. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 49120. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 97325. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 642858. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 642858.